Ai câu kiểu đây? Con câu kiểu gì? Chào bà con nhé, chào bà con. Chào bà con. Chào mẹ Mai chưa? Mẹ Mai. Mẹ Mai biết câu cá không? Mẹ Mai có biết câu cá không? Mai không biết câu cá đâu, con mắc ăn này. Mai không biết câu cá đâu nhỉ? Có bao nhiêu con nhiều hết? Có những màu gì? Bát nè. Bát nè. Câu dài bát nè. Nó câu cho ai bắt thế. Con gì vậy mày chưa bà? Bắt con một thôi. Bắt con một. Một con một thôi. Nhiều thế. Mẹ Mai không cho ăn ai nhỉ? Hả? Cất sữa đi con. Sữa cô uống sữa kìa. Cất bớt hai cái cần câu đi. Mà lại mất hết. Con uống sữa đây không? Uống không bác một hộp nha. Hả? Bẩn đâu bẩn. Hả? Không nhìn có cát nè. Đâu? Ừ, bạn. Bạn đó. Để tí nữa bà ơi. Đố có biết tụ bóng đâu ơi. Thôi để tí nữa lấy. Căn chỉnh độ sáng không thôi. Máy này ạ. Đi xem văn hóa chơi đi. Đi xem văn hóa chơi đi. Đi xem bọn trẻ con. Uống không? Uống nhá. Hả?